4. Cô gái vàng Rowing. Chúng tôi có tiền mua sữa cho con rồi. Cùng với những giọt nước mắt vì hạnh phúc sau tấm huy chương vàng ở ASEAN 2018, các cô gái vàng Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo đã cùng hét lên, có tiền mua sữa cho con rồi. Cuối cùng thì sau nhiều ngày chờ đợi, đoàn thể thao Việt Nam cũng có tấm huy chương vàng đầu tiên ở môn rowing. 4 cô gái của chúng ta là Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo đã có chiến thắng đầy xứng đáng khi bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên. Quá hạnh phúc sau chiến thắng, các vận động viên Việt Nam chỉ biết ôm nhau khóc và họ tiếp tục khóc khi nghe tiếng quốc ca cùng cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường ASEAN. Bọn em rất vui, rất vinh dự khi mang về huy chương vàng cho thể thao cũng như thể thao Việt Nam tại ASEAN. Trước khi xuống thuyền, 4 chị em đều rất quyết tâm. Chúng em đi qua khu vực trao huy chương và nói với nhau rằng sẽ làm tất cả để lá cờ Việt Nam được kéo lên, để quốc ca Việt Nam được vang lên, 4 cô gái vàng Việt Nam chia sẻ. Đặc biệt, khi biết mình đã giành huy chương vàng, cả 4 cô gái vàng của Việt Nam đã hét lên đầy xúc động, có tiền mua sữa cho con rồi. Họ đều xuất thân từ các vùng quê nghèo, theo thể thao lại càng vất vả, thu nhập thấp và không ổn định. Với việc có huy chương vàng, 4 cô gái Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo được thưởng nóng 300 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng theo quy định của nhà nước ở mức gần 100 triệu nữa. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực phi thường của các vận động viên nữ Việt Nam. Mở hàng huy chương vàng, 4 vận động viên rowing Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Thảo được thưởng 650 triệu đồng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thưởng nóng 50 triệu đồng, Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng 300 triệu đồng, các nhà tài trợ thưởng 300 triệu đồng. Như vậy, tính đến 17 giờ chiều nay, tổng số tiền thưởng nóng với 4 vận động viên rowing nhận 650 triệu đồng.